nhọc nhằn giấy chuyển tuyến. Thay vì là mình phải đi về quê xong rồi mới xin chuyển tuyến lên đây mới được, là nó mất nhiều thời gian của mình lắm. Nhưng nếu bỏ giấy chuyển tuyến, chúng tôi không lường trước được bao nhiêu bệnh nhân sẽ tới khám và lúc đó chúng tôi đáp ứng như thế nào. Trước đã làm được những gì rồi thì mình sẽ tiếp tục như thế nào và những cái gì mình sẽ làm tiếp theo cho bệnh nhân. Thưa quý vị, dự thảo luật bảo hiểm sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận trong những ngày qua đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Trong đó thì Bộ Y tế có đề xuất một nội dung quan trọng có tác động đến hàng triệu người bệnh, đó là sẽ bỏ giấy chuyển tuyến đối với người bệnh được xác định là bệnh hiểm nghèo. Ngay lập tức thì điều này đã thu hút được sự quan tâm lớn, kéo theo đó là nhiều tranh luận về đề xuất này. Về góc độ người bệnh thì ngay khi nghe đề xuất bỏ giấy chuyển tuyến, nhiều người đã đồng tình, bởi lâu nay thì họ cũng đã phải đối diện với nhiều nhọc nhằn với tấm giấy chuyển tuyến. Mắc khối u ở thực quản, ông Quý từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Để được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, giảm chi phí điều trị, ông phải có giấy chuyển tuyến. 2 năm điều trị, mỗi lần giấy hết hạn, ông phải quay về xin giấy. Tại vì khi một người bệnh đi, nếu mà bệnh nhẹ nhẹ giống như tôi á, thì không đến nỗi nào, nhưng mà người nặng á, khó thở hoặc là đi lại khó khăn á, là cũng khổ sở cho người bệnh đó lắm. Khổ vì người bệnh lên tuyến trên đã chịu nhiều chi phí. Chẳng hạn như tại khu nhà trọ này, gia đình của chị giàu từ Cà Mau lên tận thành phố Hồ Chí Minh điều trị, phải ở trọ vài ngày. Tiền ăn ở, tiền thuốc men. Nếu giấy chuyển viện hết hạn, chị sẽ phải quay về xin giấy. Điều này sẽ tốn thêm một phần chi phí. Tổng cộng là mình đi lên chỗ bệnh viện ở dưới quê tỉnh, mình xin giấy nữa, chuyển tuyến lên nữa. Chứ đi thường đi tự nhiên đi đâu có được. Sự mệt mỏi của người bệnh còn là khi theo quy định, người bệnh phải có mặt thì mới được cấp giấy chuyển viện. Trong khi người bệnh hiểm nghèo, đi đứng khó khăn. Đi ra đi vô cũng tiền không hết chứ. Đi xe cũng tốn tiền lắm chứ. Nếu mình có tiền thì mình cũng đỡ, còn không tiền cũng không mệt á. Đây là quá trình mà người bệnh được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến. Đầu tiên là họ sẽ từ nhà đi đến tuyến y tế cơ sở là quận huyện để xin giấy chuyển tuyến lên tuyến tỉnh thành phố. Và tại đây thì nếu như vượt quá khả năng điều trị thì tuyến tỉnh thành phố cũng phải viết giấy chuyển tuyến để người bệnh có thể đi đến tuyến cuối. Tuy nhiên thì giấy chuyển tuyến chỉ có thời hạn nhất định. Nếu như hết thời hạn, người bệnh sẽ phải từ tuyến cuối đi ngược về lại tuyến tỉnh thành phố hoặc là thậm chí là quay trở lại tuyến y tế cơ sở ban đầu để có thể có giấy chuyển tuyến. Như vậy là một quá trình rất dài, người bệnh có thể mất hàng chục hoặc hàng trăm km để có giấy chuyển tuyến. Trước những khó khăn và vất vả, khi nghe đề xuất bỏ giấy chuyển tuyến, nhiều người bệnh và người nhà vui mừng ủng hộ. Nếu mà được như vậy thì đỡ cho, vừa đỡ kinh phí cho cái người bệnh mà vừa giống như kiểu như là vừa mất thời đỡ mất thời gian nữa. Thay vì là mình phải đi về quê xong rồi mới xin chuyển tuyến lên đây mới được, là nó mất nhiều thời gian của mình lắm. Các bệnh hiểm nghèo điều trị tính bằng năm, thậm chí là nhiều năm. Do vậy, việc bỏ bớt các thủ tục được người bệnh ủng hộ để tiết kiệm thời gian và chi phí, san sẻ tiếp sức cho họ. Bởi khi mắc bệnh hiểm nghèo, họ đã chịu nhiều gánh nặng. Thưa quý vị, theo quy định có 42 bệnh được xác định là bệnh hiểm nghèo. Một số bệnh hiểm nghèo có nhiều người mắc phải như là ung thư, suy thận, nhồi máu cơ tim lần đầu, vân vân. Hầu hết thì đây là các bệnh mà các bệnh viện tuyến cuối có nhiều điều kiện chuyên môn về kỹ thuật để có thể điều trị. Mặc dù đề xuất nhận được nhiều sự đồng tình, thế nhưng mà nhiều bệnh viện cũng gặp không ít những lo ngại khi người bệnh có thể sẽ đổ dồn về và làm nghiêm trọng hơn tình trạng quá tải vốn đã và đang diễn ra. Số lượng bệnh nhân sẽ dồn lên những bệnh viện tuyến cuối rất là đông. Vì dù sao nữa thì họ bị những bệnh hiểm nghèo thì họ mong muốn tìm cái nơi mà tin tưởng nhất, tốt nhất để họ điều trị. Mỗi ngày, bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh trung bình tiếp nhận 5.000 ca bệnh thì có đến 84% bệnh nhân đến từ tuyến tỉnh. Nếu thủ tục bỏ giấy chuyển tuyến được áp dụng, người bệnh sẽ giảm thời gian đi tới lui, nhưng số lượng bệnh nhân dự kiến có thể tăng đột biến. Quá tải sẽ càng quá tải là điều mà bệnh viện lo ngại. Chúng tôi không lường trước được bao nhiêu bệnh nhân sẽ tới khám và lúc đó chúng tôi đáp ứng như thế nào. Hay tới đây bệnh nhân vẫn phải chờ đợi. Nếu chúng tôi tập trung những cái bệnh mà thông thường thì chúng tôi sẽ không có thời gian để nghiên cứu những kỹ thuật chuyên sâu mà đúng ra những bệnh viện tuyến trung ương phải làm. Ngoài ra, các bệnh viện cho biết giấy chuyển tuyến chứa nhiều thông tin quan trọng. Khi có giấy chuyển tuyến,
các bệnh viện tuyến trên sẽ nắm được tình hình của bệnh nhân đã chẩn đoán gì ở địa phương và đã được điều trị gì ở địa phương, kể từ đó đưa ra được phương án điều trị tốt nhất. Cần phải có giấy chuyển viện để giữa các bác sĩ tuyến trước và bác sĩ tuyến trên mình có thể thảo luận để mà mình bàn kế hoạch làm sao mà chuyển viện an toàn. Và lên tới đây thì ở tuyến trước đã làm được những gì rồi thì mình sẽ tiếp tục như thế nào và những cái gì mình sẽ làm tiếp theo cho bệnh nhân. Việc bỏ chuyển tuyến cũng khiến nhiều chuyên gia lo ngại các tuyến y tế cơ sở sẽ vắng người bệnh. Do đó, ban hành cụ thể danh mục bệnh hiếm và đầu tư thêm cơ sở y tế để phân tuyến người bệnh được các chuyên gia cảnh báo. Bộ Y tế cần phải ban hành danh mục các bệnh hiếm và bệnh hiểm nghèo là những bệnh nào để cho người dân người ta hiểu rõ. Thứ hai là phải công bố là các bệnh viện nào điều trị các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo để cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân người ta đi đến đúng chỗ. Các bệnh viện của tuyến tỉnh thì cần phải nâng cao cái năng lực khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế cũng cho rằng cần có lộ trình chuẩn bị trước khi thực hiện. Thứ nhất là tăng cường chất lượng điều trị ở tuyến y tế cơ sở. Y tế tuyến cuối cũng tăng cường cơ sở vật chất để đón lượng lớn bệnh nhân. Vâng, trước lo ngại của các bệnh viện thì Bộ Y tế cũng cho biết là sẽ có những danh mục cụ thể về những bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị chuyên sâu mà tuyến dưới không thể thực hiện được. Danh mục cũng sẽ không cố định mà sẽ được lưu động theo từng giai đoạn. Về năng lực điều trị của tuyến dưới thì Bộ Y tế cũng cho biết rằng là đã, đang và sẽ triển khai nhiều giải pháp để phát triển y tế cơ sở, như là đưa bác sĩ có chuyên môn về trực tiếp tại cơ sở, khám chữa bệnh từ xa và sẽ ưu tiên nhiều nguồn lực để phát triển y tế cơ sở với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khám chữa bệnh. Để mà phát triển được hệ thống y tế cơ sở cũng như là y tế chuyên sâu thì chúng ta phải có những bài toán rất là đồng bộ. Ngoài cái việc mà tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đi cứu chữa kịp thời, thế nhưng mà chúng ta phải có cái chính sách để làm sao ngay những bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện cũng phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và người ta đi ngay tại địa phương người ta, chứ không phải là đi đâu xa về tận thủ đô Hà Nội hay về thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, rõ ràng là dự thảo luật lần này cho thấy quyết tâm cao nhất trong việc tạo điều kiện cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế được thuận lợi trong việc khám chữa bệnh. Các chính sách y tế cơ sở vẫn đang được ngành y tế đẩy mạnh, do vậy việc bỏ giấy chuyển tuyến là có cơ sở, nhất là hiện nay các hoạt động số hóa, bệnh án điện tử cũng đã được áp dụng ở nhiều bệnh viện. Với ứng dụng VNED thì giờ đây người dân thay vì phải mang theo sổ khám sức khỏe, có thể chủ động theo dõi sức khỏe của mình tại ứng dụng với các mục như là sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến hay giấy hẹn khám lại. Và tại Bệnh viện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong ba bệnh viện đã thực hiện thí điểm triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNED và bước đầu mang lại hiệu quả phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Tại VNED, người bệnh có thể lưu trữ hồ sơ khám chữa bệnh như giấy tái khám, giấy chuyển tuyến. Nếu được áp dụng rộng rãi và đồng bộ, người bệnh sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian và không sợ quên mang giấy tờ. Nhanh chóng hơn, với lại nó cũng thuận tiện hơn. Trước đây thì phải mang nhiều giấy tờ, chứ còn giờ nếu mà đi khám thì cầm theo cái điện thoại là mở app lên là được rồi. Còn tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh, đây là hình ảnh bệnh án cũ truyền thống giấy và bệnh án sau khi áp dụng bệnh án điện tử. Số lượng giấy tờ đã được rút gọn rất nhiều. Từ ngày áp dụng, các bác sĩ và điều dưỡng cũng thuận tiện hơn trong việc xem hồ sơ bệnh án. Thời gian được tiết kiệm, vì thế việc khám chữa bệnh được tập trung cho người bệnh. Nếu mình tập trung nhiều để chăm sóc trực tiếp với người bệnh, mình sẽ có thời gian đánh giá người bệnh tốt hơn. Thì như vậy thì quá trình điều trị sẽ tốt hơn. Khi áp dụng bệnh án điện tử, các giấy tờ đều được số hóa, trong đó có giấy chuyển tuyến. Do đó, theo các bệnh viện, việc áp dụng bệnh án điện tử đồng bộ cũng là cách để các bệnh viện có thể liên thông các giấy tờ khám chữa bệnh. Chúng ta làm bệnh án điện tử một cách hệ thống và liên thông với các cơ sở y tế từ tuyến trên đến tuyến dưới, thì cái việc mà chúng ta xem xét các cái hồ sơ bệnh án cũng như là các cái dữ liệu của người bệnh rất là thuận lợi, và chúng ta sẽ có quyết định người bệnh này có phù hợp với cái việc chuyển tuyến hay không trước khi chúng ta chuyển. Mỗi ngày, các bệnh viện cả nước tiếp nhận hàng triệu người bệnh đến thăm khám và điều trị. Hiện hơn 90% người bệnh đều đã tham gia bảo hiểm y tế. Do vậy, số hóa các hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo các thủ tục giấy tờ nhanh, gọn, lẹ sẽ giúp tiết kiệm thời gian của cả người bệnh và bệnh viện. Từ đó, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Người bệnh, nhất là bệnh hiểm nghèo, được hưởng lợi chăm sóc sức khỏe với đầy đủ quyền lợi và giảm nhiều gánh nặng.